Clip xin được tạm dừng tại đây. Hello, xin chào tất cả các bạn đến video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ có một trận chiến vòng quay nha các bạn. Đây là mũi tên chỉ vào người nào người đó ăn. Còn kia là mũi tên chỉ vào đồ ăn nào người đó sẽ ăn đồ ăn đấy. Sẵn. Và người cuối cùng không ăn được nữa thì là người thua. Vậy là nhỏ được miếng nhìn người khác ăn vậy đó hả? Đúng vậy, người nào mà chiến được tới cùng sẽ là người thắng cuộc. Trời. Và sẽ được 1 triệu đồng nha các bạn. Con xin ơn, con xin ơn trên. Bây giờ con ăn nhá, đói bụng quá. Mà mỗi lần ăn chỉ được 30 giây thôi. 30 giây. Wow. Chỉ được 30 giây để ăn hết cái món đó. Đó, càng đấy. Bây giờ bắt đầu ai là người chơi trước đây? Chủ thớt làm trước mình đi. Mình sẽ là người tiên phong nha các bạn. Ok. Yeah. Wow, mình ăn xúc xích. Chết rồi, ăn đùi gà các bạn ạ. Đùi gà đâu, đã tới người đâu đùi gà, cái mũi tên đã chỉ đâu. À, chưa tới người, chưa tới người các bạn ạ. Bỏ đùi gà lên em ơi. Bỏ đùi gà lên, sạch sẽ chưa? Sao, sao hết, tí sẽ làm đất luôn. Đúng rồi. Quay lên mạnh không? Ai người đó phải gắng chịu bà cái. Cái này là chỉ vào không có ai nha các bạn, nên là không ai được ăn cả. Bây giờ thì sẽ là tiếp tục anh em ơi, nhổ neo nào. Neo nào, ai đây. Còn không đến người rồi. Rồi, ông máy quay ăn nha, các bạn ăn, mời tất cả các bạn nha. Mình đùi gà. Dạ, cũng đâu được ăn, tới đâu mà ăn. Thì bao giờ mới được ăn trời. Xúc xích gà. Tới này lâu quá rồi, cái này không được ăn lâu quá. Mình khỏi cần chỉ này đi, hà tới người nào. À đúng rồi, bây giờ nghĩ là cái kia đi. Thôi, bây giờ không tính này nữa các bạn ạ. Bây giờ tới người nào người ăn, bây giờ để mình ăn trước nha. Ôi, tháo cái ra đi. Lâu quá, chậm trễ. Tốc độ đây. Ăn này, cái gì cũng được. Đói quá rồi. Xúc xích. 30 giây để chúng mình ăn xúc xích. Tốc độ. Em. Yeah. Wow, vòng quay may mắn đến lượt ai đây? Xúc xích. Mọi người ơi, tới lượt mình rồi. Cái gì đây? Đừng là chanh, đừng. Không phải chanh nhá. Đúng rồi. Dưa leo quay chú đùi gà đúc đích chục chích nhỏ đích nhỏ lờ xê nữa hả? Ủa muốn nhỏ quá rồi rồi. Ê xuống đùi gà chanh rồi. Em đùi gà cũng anh đang mong đùi gà thôi. Chanh đâu. Tố đen đủ quá. Đừng la chanh à, xúc xích là được rồi. Mày là biết con người không. Đây gì đây đùi gà. Anh 30 giây à? 30 giây á? Em 30 giây à? 30 giây. Ôi trời ơi. Cái gì thế này? Xin nhỏ mình nào. Bá dễ dàng. Đùi gà nhá, của mình nhá. Đây. Quá đã. Ngon chú, ngon đâu. Ôi thèm quá. Tối đen. Anh ăn tối đen tới đây mọi người ơi. Đùi gà. Tới rồi, tới thời không cả nổi đây anh em ơi. Trời ơi, chứ anh xong rồi hả chú? Đùi gì vậy? Quay luôn. Ai tới ai? Ê, quay luôn. Đấy, ăn rồi, ngập mặt luôn rồi. Quá trời rồi. Xúc xích. À, lấy đi. Tới mình muốn ăn quá các bạn ơi. Ôi, mình. Đừng chạy. Xúc xích nhỏ hơn quá. Ồ, của mình nhá. Bây giờ mình sẽ là được cái thứ gì đây? Thứ gì đây? Người rừng. Cho ăn đùi gà đi, người rừng ơi. Ôi, ít nữa. Cái gì đây? Ô, xúc xích to quá. Tới không mọi người? Ăn liên tục. Ăn không nghỉ đâu các bạn ơi.
xuyên que. Không bao giờ mình xuyên que. Tới mình, nhanh. Ôi dân, xuyên que. Gì đây, xúc xích ạ? Xuyên que đi. Xúc ngoài luôn á. Ấy, mình đây. Đây là của mình này, đùi gà ơi. Ôi giời ơi. Cái gì đây? Không sao. Tới luôn. Tới luôn mất tay ơi. Ôi giời. Canh. Ôi giời. Canh nha mọi người ơi. Tới mình. Cái gì nhỏ thôi, ít thôi, dưa leo đi. Dưa leo đi. Ê, xúc xích. Ngán quá rồi. Đây, thân đây, đùi gà đâu. Phô mai đùi gà chanh. Chanh. Ê, xúc xích. Ui dồi ôi. Ngán rồi. Tới mình. Cái gì nữa đây, con số gì ra. Con số đùi gà. Ừ, cứ lắm được. Con số gì đây? Xúc xích. Xin quê. Mình mới ăn chưa xong rồi, mình phải tiếp tục các bạn ơi. Con số 2 là con số 0. Này tiếp tục rồi. Xúc xích nhỏ thôi. Cái này còn được. Ngán quá. Rất trong một cái đùi gà mà sao cái số mình cũng không được đùi gà anh nhỉ? Đùi gà đi này. Tốc độ. Xúc xích. Nữa hả? Còn 15 giây thôi. 10 giây. 7 giây. Rồi, ok. Quay hả? Đang tính xây ông kia. Xin quay ạ. Tôi ra. Hơn quá, tiếng đùi gà không biết ăn sao hết được không? Ngọt quá. Mình nhá. Lần này mình mơ ấy miếng chanh này kìa. Đừng có đùi gà. Ôi. Hết đùi gà không? Thôi. Chưa ăn chút xích. Trong 1 phút. Chanh. Ngon quá. Chưa ai chịu ngừng cuộc chơi à? Có ai chịu thôi chưa? Thôi chưa? Xúc xích nhỏ. Đây đây. Rồi mình thấy no quá. Dưa neo. Xúc xích lớn. Thánh kia chưa ăn đùi gà rồi về là thua rồi. Đến vòng quay là thua rồi. Rồi. Nợ quá. Một người ra đi. Tố đen. Đi mọi người ra đi. Ai nào đến cái vòng quay ăn không kịp đứng dậy nha. Canh nữa rồi. Xúc xích nhỏ. Cái cuối cùng mọi người ơi. Bỏ này hàng cái ra. Tiếp tục. Nhỏ á. Dưa đi. Đâu à? Lớn. Xin mời. Vòng quay là bắt đầu ngắn hơn đó mọi người. Dưa leo. Còn chơi được các bạn ơi. Nhả mấy miếng luôn. Mình còn tới mà chú ăn chưa hết là chờ chú bị loại đấy nha. Quá dễ. Ăn đi. Ôi, phải ăn nhanh thế mới được. Chú xích to à, trời ơi. Thôi, bị nặng to nè. Tối đen mà. Mới quay vòng. Quay nhầm à? Được. Thôi được rồi. Như thế nó mới đổi vị trí cho nhau. Không. Mình thật sự là no lắm rồi mọi người ạ, nhưng mà cuộc chơi mà. Trời gian, gì á? Người cuộc chơi à? Hai người đang ngừng nguyện chỉ còn hai người thôi. Mình sẽ là người chiến thắng. Cái cuối cùng này anh em ạ. Không ăn được tiền đâu. Ăn ngừng thì ngừng thôi. Bây giờ không tính thời gian nữa. Ăn ngừng là ngừng à? Ăn không nổi thì ngừng. Xin quê. Là gì đây? Chanh. Dưa leo. Ôi, mình thua quá. Dưa leo. Xúc xích. Chanh. Chanh còn được các bạn à. Chứ bây giờ mà thấy mấy món chơi ngán lắm rồi. Dính xúc xích nữa thôi đấy. Thế
hên quá. Cái xúc to chắc là chết rồi. Nó chua cả. Cái đi em ơi. Phê cả. Đừng. Rút chút lớn. Chắc bỏ cuộc rồi các bạn ơi. Cố gắng chiến thắng. Tiêu diệt cái ông Thánh Anh này. Chanh 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 chanh. Quá rẻ. Coi em. Vương yêu. Thân quen. Xúc xích nữa đấy. Ra mà được. Trời ông trải độ tôi lắm mấy người ơi. Quay em. Quay đi chơi. Ông đang quay ngủ. Đúng rồi. Bây giờ mình những cái xúc xích nến mình sẽ bọc không chơi. Dưa, chanh. Chanh. Còn tiếp tục được các bạn ơi. Quyết chiến. Ăn ngập mặt luôn. Đó, đúng rồi. Này về mình. Coi em. Mình lại thắng thế là mọi người ạ. Xúc xích lớn. Không có gì ta. Không có gì. Đúng rồi, bây giờ có cái không có gì không quá. Sao cái xúc xích to. Xúc xích to đi. Hèn quá. Tiếp em. Tôi gắng. Không có gì. Lớn. Không có gì. Còn một cây xúc xích nữa mọi người ạ. Không có gì. À quay nhẹ là tới rồi. Tới bên luôn. Đúng hả? Tôi là người đặt giải thắng nhưng tôi là đời. Trứng quá. Xong rồi mình cố hết gắng hết sức thì bây giờ mình đã phải đi ói rồi các bạn ạ. Và mình là người gần thắng như các bạn. Và ông này lại thắng rồi. Cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em. Là sao mình phải hợp tác với nhau để tiêu diệt cái ông này. Chính xác. Hôm nay đúng là người nó cũng không được khỏe lắm, nên ra thôi chịu thua. Đó cũng chỉ là lý do thôi anh em. Mình đã cố gắng hết sức rồi. Chính xác. Số mình nhỏ quá các bạn à. Thôi chắc mình phải ngừng video thôi. Tại đây các bạn à. Hẹn gặp tất cả các bạn ở video sau. Chiến thắng. Lần sau anh em ủng hộ nhiều hơn mình cho cái mâm lớn hơn nữa. Bự hơn nữa. Yeah. Chiến thắng. Bye bye.